Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, ở Việt Nam có nhiều gia đình ngoài bàn thờ gia tiên còn thờ Phật tại gia. Họ coi đây như một nét văn hóa vừa bình dị vừa độc đáo nên lưu truyền từ đời này sang đời khác. Ngoài ra thì nhiều Phật tử lớn tuổi cũng có mà trẻ tuổi cũng đông. Sau khi quy y mới thỉnh thêm bàn thờ Phật về nhà. Tượng Phật rất linh thiêng, vì vậy chúng ta nên chú ý đến những điều kiêng kỵ trong cách thờ cúng Phật tại nhà để mang lại những điều may mắn đến cho gia đình. Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu sâu hơn về việc thờ cúng Phật tại nhà nhé. Ý nghĩa của việc thờ Phật. Mục đích của việc thờ kính tượng Phật là để tỏ lòng tôn kính với Đức Phật, người đã tìm ra con đường giải thoát, giác ngộ và dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi vòng luân hồi bằng trí tuệ và sự từ bi vô biên của mình. Chính nhờ đó mà mỗi ai khi đến chùa, dù là người theo đạo Phật hay là không, thì đều sẽ cảm nhận được sự an ủi, thanh tịnh trong lòng. Thế nhưng có lẽ không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa của việc thờ Phật nên vẫn thường tìm đến chùa như một chốn để cầu xin điều gì đó cho mình. Theo thời gian thì việc thờ Phật dần mang tính chất sai lệch, khiến cho con người ta càng chìm sâu vào sự vô minh. Mỗi gia đình chắc hẳn đều đã có bàn thờ gia tiên thể hiện lòng tri ân và tưởng nhớ tới ông bà, tổ tiên, cha mẹ mình. Có thể thấy việc thờ Phật thực chất cũng mang ý nghĩa tương tự, thế nhưng nó còn lớn lao hơn bởi vì Đức Phật truyền dạy cho chúng ta những điều để giúp cho chúng ta tìm về đúng với bản tâm chân thật của mình, thứ mà có lẽ không một ai có thể đủ trí tuệ để hướng dẫn và cho ta con đường để tìm ra nó. Vì vậy có thể thấy việc thờ Phật là để ta tỏ lòng tri ân đối với ân đức của Ngài và từ đó ta học theo những lời dạy để phát triển năng lực tinh thần, có trí tuệ sáng suốt để đi tới bến bờ giác ngộ và giải thoát. Việc thờ Phật cũng là để thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đối với Đức Phật. Có lẽ không ai trong chúng ta có được lòng từ bi rộng lớn như Ngài, bởi có ai trong chúng ta không có sự đố kỵ, ghen ghét, hẹp hòi, ích kỷ, tham lam và đầy sân hận. Dù ít dù nhiều thì cũng có, phải không bạn? Tuy nhiên thì đối với Đức Phật, người đã tìm ra chân lý của sự vô ngã, thì trong mắt Ngài chỉ có sự từ bi và tình thương vô lượng đối với chúng sinh. Phật không dùng thần thông phép thuật nào để cứu nhân độ thế hay là mê hoặc con người đi theo Ngài. Ngài chỉ dùng sự từ bi để cảm hóa chúng sinh, cảm hóa mọi đau khổ và vô minh của con người. Đó là điều mà chúng ta cần phải ngưỡng mộ. Và từ sự ngưỡng mộ đó mà chúng ta càng phải cố gắng trau dồi bản thân với những điều tốt đẹp chính Đức Phật truyền dạy để trở thành một người luôn an lạc và tràn ngập yêu thương. Những cấm kỵ trong việc thờ Phật. Chọn ngày tháng tốt để làm lễ khai quang. Khi muốn thờ Phật thì điều đầu tiên là phải lựa ngày tháng tốt, hướng tốt, nhưng trước đó phải thờ người làm lễ khai quang. Làm lễ này để tỏ lòng thận trọng, còn chọn ngày tháng tốt là để tỏ ý cầu mong ngày tốt lành. Đây được xem là tín ngưỡng dân gian. Và quan trọng hơn là tượng Phật, Bồ Tát không được nói là mua về thờ mà phải gọi là thỉnh, vì Phật, thần linh không phải món đồ để mua về nhà. Vị trí đặt tượng Phật. Nơi đặt tượng Phật cần phải chọn một chỗ nào mình cho là tôn nghiêm nhất, rồi với tình cảm thanh kính nhất và chọn một thời điểm thích đáng nhất để đặt tượng thờ Phật là được. Với tấm lòng cung kính thì tất cả mọi bài kinh chú đều có thể tụng niệm ở bất kỳ nơi nào thanh tịnh. Nhưng nên nhớ là không được đặt trong tủ kính hay là phòng ngủ, vì đó là những chỗ cấm kỵ. Trước khi tụng niệm nên rửa tay, súc miệng, rồi đứng trước bàn thờ thắp hương lễ Phật mà tụng niệm, nhưng không nên nói. Không nên mua tượng Phật một cách ngẫu hứng tùy tiện. Đây là một trong những kiêng kỵ đầu tiên cần phải biết khi quyết định mua tượng Phật. Không phải tượng Phật nào cũng có thể đặt được trong nhà và đặt ở nhiều vị trí. Mỗi gia đình chỉ nên thờ nhiều nhất là 3 vị và cần sắp đặt ở một bàn. Càng nhiều tượng Phật thì người sống trong nhà càng cảm thấy phân tâm và bất an. Trong khi thờ tam thế Phật thì phải sắp đặt chung một bàn. Nếu như là tượng lồng kính thì hãy đặt ngay thẳng, không được đặt cái cao, cái thấp. Đối với tượng gỗ, tượng đồng thì gia chủ nên để ngang hàng, đồng bậc, không nên để tầng trên, tầng dưới. Lễ vật cúng cũng cần lưu ý. Tất cả các vật cúng bày trên bàn thờ Phật như là hoa quả hay là nước trà thì phải thay đổi hàng ngày. những thứ gì còn có thể dùng được, ăn được thì nên đem dùng vào việc khác hoặc là đem cho người nhà ăn chứ không nên vứt đi. Còn đồ đã bị ôi thiêu hay là hư nát thì cần đổ bỏ đi như là đổ rác. Xét về mỹ quan đối xứng mà nói thì nên dùng một cặp đôi. Nhưng nếu vì tiền nong vật phẩm có hạn hoặc là do vị trí chốn bày biện không tiện mà bày cúng đơn chiếc thì cũng không có gì là không được. Còn về đồ cúng là những món gì hay về nguyên tắc là tùy theo chỗ tiền nong chi tiêu mà mình có thể lo được. Không nên bày biện rườm rà mà cũng không cần phải phô trương. Thời gian tu hành tại nhà thích hợp nhất vào lúc sáng sớm và buổi tối. Lúc đó thân tâm thanh tịnh thoải mái, như vậy mới có thể chuyên chú thành tâm mà tu tập. Nếu vì tính chất công việc và làm ăn thì đương nhiên có thể chọn những thời gian khác nhau. Tốt nhất là không lập bàn thờ trong phòng ngủ và không nên ngồi tọa thiền, lễ Phật, tụng kinh ở trên giường. Nhưng nếu nhà ở chỉ có một phòng thì tốt nhất là lúc bình thường lấy phải khăn che phủ tượng Phật. Phải nhớ kỹ, khi nào bắt đầu lễ Phật phải dọn dẹp giường chiếu chỉnh tề sạch sẽ rồi mới mở khăn tượng Phật ra. Nếu giường làm lễ cúng được thì coi đó cũng là một nơi để tu hành. Phương hướng và điều kiện để lập bàn thờ Phật. Lập bàn thờ Phật là một công việc rất tốt, tạo nhiều phúc nghiệp, nhưng công việc đó không hề đơn giản chút nào. Theo như tập tục hàng ngàn năm nay thì khi bài trừ thờ cúng tượng Phật nên lưu ý những điều sau. Người thờ Phật phải có thành tâm, nhất thiết phải ăn chay vào ngày mùng 1 và ngày rằm. Vì hiểu theo cách thông thường Phật ăn chay, thấy được lợi ích của việc chay tịnh thì không thể phổ độ cho chúng sinh thờ mình suốt ngày ăn mặn được, nhất là sát sinh. Điều kiện thứ hai là người lập bàn thờ Phật không để cúng dường Phật bằng xôi gà, bằng thịt của động vật vì Phật không hưởng thụ những thứ đó. Về hướng bàn thờ, tốt nhất là quay theo cổng chính của căn nhà bạn. Có trường hợp cũng có thể xoay bàn thờ Phật về hướng xấu so với trạch mệnh của thân chủ, một phần để hóa giải hướng đó. Thứ ba là bài vị tổ tiên không được đặt cao hơn bàn thờ Phật sẽ phạm xung. Vì hiểu một cách đơn giản theo dân gian, Phật đã đạt được sự giải thoát là bậc đại giác, không thể ở thấp hơn chúng sinh. Thực ra chúng sinh cũng là Phật nhưng chưa giác ngộ, làm vậy là để trọng Phật. Có rất nhiều nhà thờ ảnh các thần cùng với Ngài Quan Âm Bồ Tát, đó là không đúng cách. Coi Ngài là một vị thần cũng không đúng, nên người thờ Phật nên quy y để hiểu những điều căn bản nhất về việc thờ cúng cho đúng với đạo. Không được tùy tiện hiểu theo suy nghĩ chủ quan của mình mà có tà kiến về việc thờ, việc cúng. Nếu không làm được những điều đó thì chúng ta nên cẩn trọng ở việc lập bàn thờ Phật. Nếu tượng Phật trong nhà quá cũ hay đã để lâu năm thì chủ nhà không được vứt hoặc ném vào một góc nào đó. Thay vào đó thì chủ nhà cần mua tượng Phật mới để thay và mang tượng Phật cũ lên chùa, miếu hoặc có thể đốt cùng tiền vàng. Khi đặt tượng Phật lên bàn thờ thì dưới tượng phải để một đĩa có giấy đỏ nhằm tỏ lòng thành kính và trang trọng đối với Phật. Không nên dùng chổi quét và vứt tùy tiện khi tượng Phật bị vỡ. Nếu tượng Phật không may bị vỡ thì không nên dùng chổi quét và vứt tùy tiện mà phải dùng giấy vàng gói lại. Vào ngày mùng 1 đem đốt dưới nắng nhằm tiễn tượng Phật quy vị. Nếu lỡ may ngón tay tượng Phật bị gãy đi thì chúng ta phải dùng giấy đỏ cuộn lên rồi cố gắng lắp vào. Nếu thần Phật có vỡ nên dán lại bằng giấy đỏ. Không bài trí tượng Phật lẫn lộn. Phải nhớ bàn thờ Phật nhất định không được bày theo hứng mà phải đặt chính giữa nhà, còn bàn thờ ông bà thì nên thờ một bên. Nếu như nhà cao tầng thì phải đặt tượng Phật ở trên cùng. Ở bàn thờ Phật thì không được để bất kỳ vật nào khác ngoài bình bông, chân đèn và đĩa quả. Những vật này thì cần được săn sóc, lau quét sạch sẽ. Ngoài ra thì những bức tranh có in hình Phật tuyệt đối không được cuộn lên vì làm như vậy có thể gây đau đầu cho những người sống trong gia đình. Khi mắt hay là ngón tay của tượng Phật trong tranh bị hỏng thì phải sửa chữa hoặc là vẽ lại. Nếu không vẽ lại như cũ thì người sống trong nhà dễ bị mắc bệnh đối ứng chỗ hỏng của tượng Phật. Thờ Phật xuất phát tự tâm. Đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ, lòng từ chư Phật thương xót chúng sinh hơn mẹ thương con. Cũng bởi vì chúng sinh khổ mà Phật thị hiện trên đời để giúp người ngộ nhập Phật chi kiến vĩnh viễn giải thoát khỏi biển khổ sinh tử luân hồi. Tâm con người vốn tham sân si mà tạo nghiệp không ngừng, tất cả cũng vì nhu cầu không ngừng của ăn mặc. Cái đích của việc thờ Phật chính là qua đó vị Phật trong lòng mình được đánh thức. Chúng ta có thể thấy việc thờ Phật là một trong những con đường phát triển tình yêu nhanh và mạnh nhất. Bởi lẽ khi tình yêu tạo hóa xuất hiện trong tâm thì con người ắt sẽ có một trình độ sống mới. Về việc thờ Phật tại gia, với người có năng lực nghe bằng tâm thì không có nguyên tắc, vì tâm mách thế nào thì tự biết thờ thế đó. Nhưng phần lớn chúng ta tâm động, lệ thuộc vào quan niệm hay là vào các lý thuyết nhiều khi trái chiều nên lúng túng, nhưng phải nhớ những thắc mắc về việc thờ Phật tại gia theo nguyên tắc nào là có lý. Hướng cúng dâng Phật. Người Việt Nam đã quen chọn số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 lúc thắp nhang, nhưng có những trường hợp người ta đốt cả nắm nhang chứ không chú trọng vào ý nghĩa của con số. Còn theo lý giải của nhà Phật cho rằng số lẻ mang nhiều ý nghĩa linh thiêng hơn. Con số 3 thì có nhiều quan niệm khác nhau: Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tam thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, tam vô lậu học, giới, định, tuệ. Nén hương cũng có thêm một ý nghĩa đặc biệt khác nữa, đó là thắp hương để nhớ đến sự vô thường. Vô thường là không vĩnh viễn, tất cả đều giả tạm, cho nên lúc nén hương tắt cháy thì cũng tượng trưng cho đời người tắt, ngắn ngủi vô thường. Tàn tro của hương nhắc nhở chúng ta chớ nên để thời gian trôi qua uổng phí tháng ngày. Trong nghi lễ Phật giáo, hương là một trong 6 lễ vật dâng cúng, gồm có hương, hoa, đăng, trà, quả, thức ăn. Tuy nhiên, nhiều người không rõ về ý nghĩa sâu xa của việc cúng Phật nên bày biện đủ thức ăn uống như là yến tiệc, không những uổng phí mà lại còn làm sai lạc ý nghĩa. Theo quan niệm của Phật giáo thì lòng thành thể hiện qua làn khói hương nghi ngút, không cần cỗ bản yến tiệc, thịt thà, cá, linh đình. Vì đúng ý nghĩa, sự cúng Phật thì chỉ nên cúng dùng hương thơm, đèn sáng, hoa tươi, trái ngọt, nước trong là đủ. Phật không phải ở trên bàn thờ trong những pho tượng mà là ở trong tâm của con người. Ngoài những nén hương dùng ngọn lửa nóng để đốt cháy lên, chúng ta còn có thể dùng đức tin của mình thắp lên những nén tâm hương, tức là hương từ trong tâm. Bởi vậy có 5 thứ hương dùng để cúng dường chư Phật: giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Không gian thờ cúng gia tiên trong nhà luôn cần đặt lên yếu tố gần gũi và giáo dục truyền thống lên hàng đầu để kết nối các thế hệ và giữ vững gia phong nền nếp gia đình. Còn với những người theo đạo Phật thì tín ngưỡng thờ cúng luôn được coi trọng. Hơn nữa, cách bài trí tượng Phật trên bàn thờ cũng có những quy tắc phong thủy nhất định. Vậy những quy tắc đó là gì? Hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu. Thờ Phật tại gia bảo hộ bình an và có những quy tắc nhất định. Tượng Phật đem về nhà không nên coi là đồ cổ hay là vật báu mà cất giữ cẩn thận, như vậy sẽ ảnh hưởng tới mọi thành viên trong gia đình. Không nên đặt tượng trong phòng ngủ, bởi lễ Phật phải uy nghi, nghiêm túc, nơi để bàn thờ Phật cũng vậy. Nơi để bàn thờ Phật phải có điều kiện để một phòng riêng yên tĩnh, thoáng đãng, trải tịnh. Không nên mua quá nhiều tượng về nhà, chỉ cần một pho hoặc là ảnh Phật là đủ, thành tâm thành ý, niệm cầu hàng ngày. Tranh ảnh Phật không nên cuộn tròn lại, không được để xuống dưới ghế, không được ngồi lên trên. Tượng cũ bị mờ mắt hoặc là tay nên tô vẽ lau chùi lại. Vào ngày rằm hoặc là mùng 1 thì có thể dùng nước thơm tắm tượng. Nếu tượng hỏng thì thỉnh cầu các tăng rước thỉnh thả sông thay bằng pho khác, nhờ chuyển lên chùa khai quang cẩn thận, không được tùy tiện vứt bỏ. Không được đặt tượng tại những nơi không sạch sẽ, ẩm thấp. Tượng nếu đặt trên xe thì phải quay hướng về phía trước. Nên đặt tượng trên một chiếc đĩa lót giấy đỏ. Cách bài trí tượng Quan Âm Bồ Tát. Tối kỵ đặt tượng Bồ Tát Quan Âm cùng các tượng thần khác. Rất nhiều gia đình, cửa hàng hay là nhà hàng đặt tượng Bồ Tát Quan Âm cùng các tượng khác như là Quan Đế. Như vậy không tốt bởi những lý do sau. Nếu trong nhà hàng, cửa hàng ăn uống, thờ Bồ Tát Quan Âm sẽ không thích hợp bởi Quan Âm Bồ Tát vốn thanh tịnh, tinh khiết và ăn chay. Khi dâng đồ cúng Bồ Tát Quan Âm thường chỉ cần hoa tươi và hoa quả. Bởi vậy, nếu đặt tượng Bồ Tát Quan Âm cùng các tượng thần khác sẽ không tốt khi cúng đồ mặn. Thiên địa nên đặt hướng ra cửa chính, còn Quan Âm Bồ Tát tốt nhất nên tọa Tây hướng Đông. Ba hướng không nên đặt tượng Bồ Tát Quan Âm: hướng nhà vệ sinh, hướng của phòng ngủ và hướng của bàn ăn. Tượng nên đặt hướng thẳng ra cửa chính, nên đặt tượng tại phòng khách của cửa hàng và nơi ở. Tường hai bên nên tránh cửa và hành lang để tránh xung khí. Nếu vị trí xung khí sẽ khiến duyên vợ chồng mỏng manh, sự nghiệp trắc trở, sức khỏe suy yếu, lắm nhiều thị phi. Mong rằng những kiến thức này có thể phần nào giúp cho quý vị biết cách sắp xếp bàn thờ Phật tại gia để có thể đem lại may mắn cho gia đình mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Phong Thủy May Mắn thì hãy bấm đăng ký kênh của chúng tôi để nhận được những video về tử vi phong thủy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.